Đấy, còn đầu nó để theo thôi, ngủ đi. Nào, được rồi, mấy cô chú nhìn cái mặt trẻ ai vô nhìn nó dữ dữ ấy, chơi với làm gì làm thương thôi. Dạ, muốn chơi đá banh không? Ê, chị quá đâu? Muốn chơi đá banh không? Ok, giờ con với để cái banh đi chơi nó này. Được rồi, thương. Chơi banh đâu rồi? À, chơi gì vậy? Ta luôn kìa.
tao gạt đây nè. Định lấy cái thau đó cả bỏ ngang đấy. Chưa đợi đợi để bơm đằng nào mình thiếu chưa xuống nước thì bơm mới sụt nước. Cái anh mua bia này á, em nó biết sao không, nó kêu đủ má mày á, đủ má lột á. Sao mà nói gì được, chữ người ta mè trước mà em mờ mà sao mà thì đâu được. Thì đó ông mỗi lần mà ông qua ông về nói á, mày mua bia để đủ má ông vào đâu biết, không biết thế đủ rồi. Lâu mà anh đi với thằng xe bình á, lúc mà uống bia biết gì không. Đang đứng ông quý vô anh lái, tưởng chỉ lộn với ai má vô ông nói là cái này đủ má đi bắt đi xô đây thôi đủ đi xô khác lé chúng được nói vậy hả ừ nói cái nào
cả đám hai con cuộn biển ông Quyết á. Đúng thế. Để năm trước con kia cũng ra xô, năm này cũng ra đó. Nói là đứng đó ông nói là đủ năm cá này bán đi xô thôi chứ đủ ra ngoài khách cái chắc cái trúng thưởng không. Rồi ý nói là cá này đi ra chứ chỗ khác cũng không thắng hay hả? À. Mà bây giờ ông bắt con cá của ông ra coi thử có xô không? Kệ đi, ổ ra cái miệng người ta. Rồi nói kệ cha ơi. Mình không đụng với ai nữa. Im lặng là được.
Xoay nó 2 vòng. Còn nữa không? Còn đấy không? Còn không bự nữa. Còn bự nhỏ nữa đấy. Dạ. Nhỏ bự sai rồi. Nhỏ bự sai rồi. Thì muốn thùng cái chơi sắp gì đi. Mở đây, mở đây đâu sao? Cái này là hai con lớn, cùng bên góc đó là nhỏ, nhỏ hơn chút.
Đúng rồi, 8 bì ai đúng không? Là trong vùng 16 con đúng không? Đến con 16 con. Yeah.
Bỏ vô là còn hai cái thùng cuối cùng qua nè. Màu lớn à.
chơi gì? Căng dây thôi. Căng dây thôi. Xi măng hay gì thì nó hơi cần cù tí xíu.